hồng hoang chi ta là yêu đế côn bằng hồng hỏa 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 từ hỗn độn đến hồng hoang. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, nơi đây là địa phương nào? Trần bằng ý thức dần dần tỉnh lại, xem, lấy thân thể bốn phía, trong lòng một mảnh mê man. Hắn nhớ được bản thân đang nằm ở phòng trọc bên trên ôm điện thoại di động xem một bộ hồng hoang tiểu thuyết bởi vì điện thoại di động lượng điện không đủ. Hắn liền trực tiếp một bên nạp điện vừa tiếp tục xem không nghĩ tới điện thoại di động đột nhiên bạo tạc cả người hắn cũng bởi vì điện giật mất đi ý thức. Lẽ nào ta đã chết nơi này là u minh địa phủ sao, Trần Bằng nhìn chu vi u ám hỗn độn một mảnh, trong lòng ám tự suy đoán. Hắn phát hiện hắn không cảm giác được thân thể tồn tại, mà là lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Trung quanh hắn không ánh sáng, không âm thanh, không có nhan sắc, làm cho hắn không tự chủ được muốn đến rồi u minh địa phủ đã có linh hồn tồn tại như vậy người đã chết tự nhiên cũng là muốn đi địa phủ đầu thai chẳng biết tại sao trần bằng cảm giác mình nội tâm rất bình tĩnh nếu như hắn biết mình đem muốn tử vong có thể sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng là khi biết mình đã chết nội tâm của hắn phản mà không có bất kỳ ba động duy nhất tiếc nuối không thể hiếu kính hắn dần dần cao tuổi cha mẹ trần bằng trong đầu không tự chủ được hồi ức chính mình rất là bình thường đi qua đồng thời an tĩnh cùng đợi địa phủ câu hồn sứ giả an bài hắn chuyển thế đầu thai bất quá đúng lúc này trần bằng bỗng nhiên cảm giác được thân thể bốn phía có khí lưu bắt đầu khởi động hình thành từng đợt gió nhẹ thổi cuốn linh hồn của hắn về phía trước thổi đi trần bằng trong bụng nhất thời hoảng hốt tuy là trận này gió cũng không phải là rất lớn thế nhưng hắn bây giờ là linh hồn trạng thái nếu như bị thổi tan vậy cũng không tốt thường thường xem hồng hoang tiểu thuyết hắn biết rõ linh hồn tiêu tán ý nghĩa linh hồn không tiêu tan còn có thể chuyển thế đầu thay linh hồn tản ra cái kia chính là thật ở thế giới tiêu thất đã không còn bất cứ dấu vết gì Bất quá, ở ngắn ngủi hoàng hốt sau đó, hắn phát hiện hắn yếu ớt linh hồn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại dần dần trở nên ngưng thật rồi rào. Cái kia một hồi gió nhẹ giống như là thập toàn đại bổ thuốc, hình thành một dòng nước nóng tiến nhập linh hồn của hắn, bổ dưỡng lấy linh hồn của hắn. Còn có loại này chỗ tốt. Trần bằng nhất thời có chút kinh ngạc hưng phấn, chẳng những không hề khủng hoảng gió nhẹ, ngược lại còn hy vọng nhẹ gió thổi mãnh liệt hơn chút gió nhẹ cũng như trần bằng mong muốn tiếp tục thổi cuốn linh hồn của hắn vừa hướng linh hồn của hắn bổ dưỡng cường hóa một bên mang theo hắn nhớ lấy phía trước thổi đi trần bằng không biết mình sẽ bay tới nơi nào đơn giản buông lỏng tâm tính chỉ là hưởng thụ gió nhẹ bổ dưỡng tất cả thuận theo tự nhiên chính là loại tâm tính này, làm cho hắn đối với gió nhẹ hấp thu hiệu quả phá lệ tốt, linh hồn trở nên càng phát ra ngưng thật rồi rào, thật giống như chân chính thịt thân giống nhau. Mà đúng lúc này, Trần Bằng cảm giác trước mắt đột nhiên sáng lên, ở phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Xem ra nơi đó chính là ta chuyến này điểm kết thúc. Trần Bằng vẫn duy trì lãnh tĩnh phân tích nói. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của chính mình ở gió nhẹ dưới sự thôi thúc, hướng phía quang điểm không ngừng đến gần, mặc dù nhưng cái này đến gần quỹ tích không phải thẳng tắp, mà là vòng xoáy hình dáng đường vòng cung. Ngay sau đó, hắn lại kỳ quái phát hiện, cái kia hay là điểm sáng kỳ thực cũng không phải là một điểm sáng, tương phản, cái điểm này rất rất lớn, lớn đến vượt quá loài người tưởng tượng ở nơi này điểm trước mặt trần bằng cảm giác mình mới giống như là một vi bất túc đạo điểm giống như là con kiến đối với với trái đất giống nhau nơi đây đến tột cùng là địa phương nào trần bằng nội tâm cảm thấy cực kỳ chấn động hắn vốn đang lấy vì cái này quang điểm sẽ là u minh địa phủ nào đó cái trọng yếu nơi thế nhưng cái này rõ ràng không phải Mặc dù lấy hắn vẻn vẹn linh hồn thân căn bản là không có cách đem quang điểm thấy được toàn bộ, nhưng là vẻn vẹn một góc băng sơn mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái vô ngân thế giới. Vô biên vô hạn, hạo đại thương lạnh. Nếu để cho hắn chứng kiến cái này cái thế giới toàn cảnh, thật không biết biết có bao nhiêu chấn động. Sự thực chứng minh, Trần bằng cảm giác cũng không có bất kỳ lệch lạc nếu như trần bằng có thể có thượng đế thị giác từ hư không vô tận mắt nhìn xuống phía dưới nói là hắn có thể thấy rõ cái kia hay là quan điểm kỳ thực chính là một cái giường như hình chứng gà hồng đại thế giới trần bằng sở dĩ cảm giác mình là thành vòng xoáy hình dáng hình cung quỹ tích đi tới đó là bởi vì lấy cái này cái thế giới làm trung tâm tất cả khí lưu đều hình thành một vòng xoáy khổng lồ vòng quanh cái này cái thế giới xoay tròn ở những khí lưu này dưới sự thôi thúc, linh hồn trạng thái Trần Bằng rốt cục triệt để đến gần rồi cái này quang điểm thế giới. Ở hắn vị trí u ám cùng thế giới quang chi gian dường như có một tầng không nhìn thấy lá mỏng, đem hai người rõ ràng tách ra, phân biệt rõ ràng. Nhưng mà thần kỳ là Trần Bằng linh hồn dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn trở xuyên thấu tầng này lá mỏng làm Trần Bằng mang theo một tia chấn động tiến nhập cái này cái thế giới sau đó, linh hồn của hắn chấn động mạnh một cái, trong đầu mạnh mẽ xuất hiện hai chữ. Hồng hoang, hồng hoang chi ta là yêu đế côn bằng hồng hỏa 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 bắc hải thành côn bằng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com đây là một loại huyền chi hữu huyền cảm giác, không có bất kỳ người nào đối với Trần bằng nhắc nhở, thế nhưng bên trong trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, nơi này chính là hồng hoang thế giới. Là bàn cổ đại thần mở ra hồng hoang thế giới. Phòng sách su không năm, mà hắn mới vừa chỗ ở u ám giải đất thì là hỗn độn hư không? thiên xuất hiện phía trước, vũ trụ đều ở hỗn độn hư vô trạng thái, ở giữa hỗn độn dựng dục ba ngàn ma thần, phân biệt nắm giữ ba ngàn đại đạo một trong. Trong đó, bàn cổ làm hỗn độn ma thần đứng đầu, nắm giữ cường đại nhất lực chi pháp tác, đồng thời còn sở hữu trong hỗn độn cường đại nhất bốn cái hỗn độn trí bảo. Phòng ngự trí bảo hỗn độn thanh liên, ở trong chứa hỗn độn thế giới hỗn độn châu, ẩn chứa ba ngàn đại đạo tạo hóa ngọc điệp, công kích trí bảo bàn cổ phủ ở hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ cuối, bàn cổ vì chứng đại đạo mở hồng hoang thế giới, đồng thời lực chém đến đây ngăn trở còn lại hỗn độn ma thần, cuối cùng vì không cho hồng hoang thiên địa khép lại. Dùng chính mình thân thể đỉnh thiên lập địa, cuối cùng pháp lực nguyên thần khô kiệt mà vẫn lạc. Thân thể hắn diễn biến thành hồng hoang thế giới tuyên cổ ngôi sao, núi đồi sông hải, lưng hóa thành bất chu sơn, tiếp tục nhánh chống trời đất huyết nhục tinh túy dung nhập giữa thiên địa một lần nữa dựng dục sinh linh trần bằng tới thời gian rất khéo đúng lúc là ở bàn cổ ý chí gần tiêu tán một sát na kia gian đi tới hồng hoang sát biên giới mới được phép tiến nhập hồng hoang nếu không khả năng còn muốn ở trong hỗn độn tiếp tục phiêu bạt ta dĩ nhiên là xuyên việt đi tới hồng hoang thế giới trần bằng nội tâm ở trải qua mới bắt đầu chấn động sau đó lập tức trở nên kích động hưng phấn hồng hoang đây chính là hắn nhất hướng tới thế giới hắn ở xuyên việt phía trước thích nhất xem chính là hồng hoang tiểu thuyết bàn cổ đại thần lực chiến ba nghìn hỗn độn ma thần sau đó khai thiên tích địa thân biến hóa hồng hoang tiên thiên tam tộc tranh đoạt hồng hoang bá chủ phát động tam tộc đại chiến mở ra long hán đại kiếp, hàng tỷ sinh linh tu sĩ vẫn lạc, hồng quân lão tổ vì ngoại trừ ma tổ la hầu, nhấc lên ma đạo đại chiến, sau đó chứng đạo thành thánh, lấy tạo hóa ngọc điệp vì giáo hóa thánh khí. Với tử tiêu cung truyền đạo, giáo hóa hồng hoang thương sinh. Rộng lớn mạnh mẽ vù yêu thời kỳ, Thái Dương tinh dựng dục đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thành lập yêu tộc thiên đình, thống nhất hồng hoang yêu tộc bàn cổ đại thần còn sót lại 12 giọt tinh huyết biến thành thập nhị tổ vu thống lĩnh vu tộc trưởng quản hồng hoang đại địa. Cùng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lãnh đạo yêu tộc thiên đình ba lần đại chiến, mỗi một trận đều kinh thiên động địa. Còn có tam thanh phục hy nữ oa mấy người các lộ tiên thiên đỉnh cấp đại năng, những thứ này đều từng để cho Trần Bằng cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về. Hận không thể có thể đi tới Hồng Hoang thế giới thấy chư vị đại thần phong thái, không có nghĩ tới cái này nguyện vọng dĩ nhiên thực hiện. Cũng không biết bây giờ là thời kỳ nào. Trần bằng âm thầm đoán nói, cẩn thận bên trong mới bắt đầu kích động thối lui sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ nhất vấn đề thực tế, đó chính là như vậy làm sao trong Hồng Hoang sinh tồn được. Đọc thuộc vô số hồng hoang tiểu thuyết, Trần Bằng đối với hồng hoang thế giới không thể bảo là chưa quen thuộc, biết hồng hoang thế giới nguy cơ tứ phía. Nếu như là hồng hoang mới mở sơ kỳ hoàn hảo, nếu như là tam tộc thế chân vạc thời kỳ hoặc là Vu yêu thời kỳ, kim tiên khắp nơi trên đất đi, thiên tiên không bằng chó, lấy trước mắt hắn linh hồn thân. Tới tất trung hội bị đánh hồn phi phách tán mặc dù tạm thời không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào trần bằng vẫn là tận lực vẫn duy trì cẩn thận một chút thái độ bất quá hắn cũng không có tuyển trạch an phận ở một góc trong xương tinh thần mạo hiểm cùng đối với hồng hoang hướng tới làm cho hắn lựa chọn kỹ càng tốt đi xem trong truyền thiết hồng hoang thế giới vì vậy hắn lấy nhỏ bé cũng chỉ có một người cao linh hồn chi thể về phía trước du đãng hồng hoang thế giới bất kể năm trần bằng cũng không biết hắn đến tột cùng du đãng nhiều tràng thời gian có thể mấy trăm ngàn năm có thể mấy triệu năm đang lảng vãng trong quá trình hồng hoang nồng nặc thiên địa linh khí chậm rãi chảy vào linh hồn của hắn bên trong tiếp tục bổ dưỡng lớn mạnh linh hồn của hắn nếu như nói phía trước hỗn độn chi khí là đúng trần bằng linh hồn sản sinh biến hóa về chất làm cho hắn thoát khỏi phàm phu tục tử thân ngược lại sở hữu ma thần chi tư như vậy hồng hoang tiên thiên linh khí chính là đối với trần bằng linh hồn sản sinh lượng biến hóa làm cho linh hồn hắn đón gió căng phồng lên từ ban đầu năm thước tới cao đến một trượng rồi đến ba trượng mười trượng trăm trượng mỗi cái hô hấp gian đều đang nhanh chóng tăng trưởng linh hồn không ngừng lớn mạnh cũng để cho trần bằng ở hồng hoang du đãng tốc độ nhanh hơn du đãng phạm vi rộng hơn vì vậy hắn ngạc nhiên phát hiện hồng hoang hiện tại đang nằm ở mới mở ra sơ ký hàng tỷ sinh linh đều ở đây dựng dục tu luyện ở giữa hầu như cũng không có hóa hình ta muốn phát đây là trần bằng đang kinh hỉ phía sau phản ứng đầu tiên hồng hoang mở sơ kỳ đây chính là khắp nơi đều là linh căn linh bảo khắp nơi trên đất đều là liền trên mặt đất tùy tiện một tảng đá ở thời đại mạt pháp đều có thể là cực phẩm tài liệu luyện khí càng chưa nói những cái này cường đại tiên thiên chí bảo bất quá trần bằng rất nhanh tỉnh táo lại biết những thứ này chỉ có thể tưởng tượng trước không nói những cái này cường đại linh bảo đều là có chủ vật chính là kém linh bảo linh căn đã ở dựng dục ở giữa muốn muốn lấy được cũng không phải là dễ dàng như vậy cho nên việc cấp bách là nhanh lên đề thăng thực lực của chính mình đang nhìn nắm tay người nào lớn hồng hoang thế giới chỉ cần thực lực mạnh hết thảy đều dễ nói chỉ là trần bằng làm ngoại lai hộ cũng không có thiên đạo truyền thừa không có công pháp tu luyện chỉ là bằng vào bản năng hấp thu thiên địa linh khí đã như vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên trần bằng tiếp tục tại trong hồng hoang du đẳng hy vọng có thể may mắn được đến cơ duyên khoảng chừng lại du đẳng thời gian ngàn năm hắn đi tới một vùng biển mênh mông đại hải chi thượng trên mặt biển vũ khí bốc lên đảo nhỏ chi chít như sao trên trời dường như tiên cảnh không biết nơi này là tứ hải bên trong cái nào một hải hồng hoang đại lục có đông nam tây bắc tứ hải tại hậu thế còn có tứ hải long cung trưởng quản tứ hải đáng tiếc hải vực quá lớn lấy trần bằng thực lực trước mắt không cách nào phân rõ chỗ ở vị trí vì vậy trần bằng không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên theo gió nhẹ thổi quyển hướng về trong nước phiêu đãng theo dần dần thâm nhập hắn cảm giác được hải nhiệt độ của nước trở nên càng ngày càng thấp tản ra từng tia ý lạnh kỳ quái là nước biển lại cũng không có vì vậy đông lại trần bằng không dám khinh thường khống chế linh hồn của chính mình tận lực cách xa nước biển để tránh khỏi bị giá rét nước biển tổn thương do giá rét bất quá đúng lúc này ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh dưới đáy biển chợt bộc phát ra một cỗ cường hãn hấp lực điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí liên đới lấy trần bằng linh hồn cũng bị hấp lực hút lại trần bằng sắc mặt lúc này biến đổi bản năng muốn phản kháng nhưng là lại không chỗ mượn lực dĩ nhiên bị cỗ lực hút này hút vào đến long cung băng hàn nước biển lập tức đánh tới hắn lấy vì linh hồn của chính mình muốn bị đống thương tuy nhiên lại ngạc nhiên phát hiện băng hàn nước biển đối với linh hồn của hắn không có bất kỳ uy hiếp không phải nước biển quá yếu mà là linh hồn của hắn quá mạnh mẽ hấp thu quá hỗn độn chi khí linh hồn của hắn đã sớm phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt chính là băng hàn nước biển căn bản không đáng để lo đến rồi long cung một viên có chừng nghìn trượng phương viên màu băng lam cự noãn lập tức tiến nhập trần bằng tầm mắt cỗ này hấp lực chính là tới từ viên này cự noãn chung quanh tiên thiên linh khí bị hút vào cự noãn bên trong cự noãn không ngừng hô hấp lớn mạnh trần bằng linh hồn cũng bị trực tiếp hút vào đến cự noãn bên trong cùng cự noãn trong ý thức dung hợp lẫn nhau trong nháy mắt một cỗ cực kỳ khổng lồ tin tức nhảy vào linh hồn của hắn bên trong nếu như không phải trần bằng linh hồn đủ cường đại đều có thể bị này cổ ký ức tách ra tiếp thu cái này không rõ tin tức trần bằng nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi lão tử dĩ nhiên biến thành yêu sư côn bằng hồng hoang chi ta lại yêu đế côn bằng hồng hỏa hỏa hòa tao ngộ long tộc nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com trần bằng nhất thời trấn kinh rồi xem qua vô số bản hồng hoang tiểu thuyết hắn tự nhiên biết yêu sư côn bằng là người thế nào lại nói tiếp côn bằng coi như là hồng hoang đỉnh cấp đại năng bên trong cực kỳ bi kịch nhân vật từ bắc hải dựng dục mà ra tuy là xuất thế hóa hình chính là đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới nhưng là lại không có bất kỳ đồng sinh linh bảo không giống còn lại đỉnh cấp đại năng không phải là tiên thiên trí bảo chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung, đế tuấn có hai đại cực phẩm linh bảo hà đồ lạc thư, minh hà có hai đại sát phạt lợi khí nguyên đồ A tị chờ các loại. Hết thảy đỉnh cấp đại năng bên trong, chỉ có hắn hai bàn tay trắng. Ngoại trừ này bên ngoài, côn bằng lúc đầu thật vất vả ở ba nghìn trong tử tiêu cung khách bên trong đột phá trùng vây, thu được sáu đại thánh vị bồ đoàn một người trong đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng có thể giống như tam thanh đám người như vậy, bị hồng quân thu làm đệ tử, đạt được hồng quân ban tặng hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác bởi vì Hồng Vân nhường chỗ ngồi, bị vô sỉ chuẩn đề tiếp dẫn hai người để mắt tới, còn lọt vào đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người xa lánh. Cùng với tam thanh chèn ép, khiến hắn vứt bỏ thánh vị bảo tọa, từ nay về sau, còn bị đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người không châu bắt chó đi cầy, đi yêu tộc thiên đình làm yêu sư, thay đế tuấn hai người chinh chiến. Thiếu chút nữa thì ở vu yêu lượng kiếp bên trong vẫn lạc. Có thể nói, qua được tương đối biệt khuất. Nghĩ đến những thứ này, Trần Bằng cũng không khỏi mạnh mẽ lắc đầu, tuyệt đối không thể đi côn bằng đường xưa, nếu không cho dù có thể ở hồng hoang lượng kiếp bên trong may mắn còn tồn tại xuống phía dưới cũng có lỗi với hắn tới hồng hoang cái này một lần không có cường đại đồng sinh linh bảo vậy đến cướp đoạt những thứ khác linh bảo thánh vị bồ đoàn bị người xa lánh làm mất vậy lại đi cướp về bị đế tuấn hai người bức bách làm thiên đình tay chân hắn liền muốn làm cho đế tuấn hai người làm hắn tay chân nói tóm lại một câu nói tuyệt đối không cho côn bằng tiếc nuối tái diễn vừa nghĩ đến đây trần bằng tiếp nhận rồi hắn hiện tại côn bằng thân phận đồng thời quyết định muốn cho côn bằng tên uy trấn hồng hoang kể từ hôm nay chỉ có côn bằng lại không trần bằng côn bằng tập trung ý chí chuyên tâm tu hành vô luận là đoạt đoạt linh bảo hay là tương lai tranh đoạt thánh vị bồ đoàn đều cường đại hơn thực lực cho nên dành thời gian tu luyện sớm ngày hóa hình hành tẩu hồng hoang hắn vận chuyển mới vừa rồi trong tin tức mang theo công pháp không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí bởi vì vì linh hồn của hắn chịu đến hỗn độn chi khí tẩm bổ tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều hồng hoang thời gian bất kể năm ở côn bằng tiềm tu trong khoảng thời gian này hồng hoang đại lục dần dần trở nên náo nhiệt vô số cường đại sinh linh chủng tộc không ngừng dựng dục mà ra côn bằng cũng có cảm ứng, bất quá hắn nóng lòng hóa hình, cũng không có đem để ở trong lòng, cũng không còn vội vã đi hồng hoang nhìn. Chỉ có hóa hình, mới có hành tẩu hồng hoang tư bàn. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, côn bằng sở trên hải vực không ngưng tụ lại tầng tầng lôi vân, đen thùi lùi lôi vân cuồn cuộn bắt đầu khởi động, phát ra trận trận âm vang, tỏa ra ngập trời uy áp côn bằng mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang thiểm thước, biết hắn hóa hình lôi kiếp rốt cuộc đã tới. Ùng ôm, khổng lồ lôi vân điên cuồng rút ra ức vạn dặm địa vực thiên địa linh khí, từng đạo sấm sét màu tím xé rách trường không, hung ác đánh vào côn bằng trên người. Lôi điện ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi xuyên toa. Côn bằng không có đồng sinh linh bảo hộ thể, chỉ có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Đương nhiên, cho dù có linh bảo, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng mà là mượn lôi kiếp luyện thề. Làm làm tiên thiên đỉnh cấp đại năng, hắn nhục thân tương đương cường hãn, mặc dù lôi kiếp là đẳng cấp cao nhất cửu cửu thiên kiếp cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Ngược lại rèn luyện hắn nhục thân trở nên càng phát ra cường đại, làm cho côn bằng trong lòng không thoái mái không ngớt. Nhưng mà có thể khổ côn bằng chung quanh còn lại thủy tộc sinh linh tu sĩ Nước biển là dẫn điện, côn bằng kiếp lôi đánh xuống, vô số đạo tử sắc điện lưu tản vào hải thủy bên trong, xâm nhập chu vi sinh linh tu sĩ trong cơ thể. Khiến chúng nó cảm thấy cả người tê dại chua xót thoải mái không ngớt, sợ cho bọn họ nhanh lên tư tán chạy trốn. Oanh, 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 theo từng đạo cường đại lôi kiếp đánh xuống, côn bằng hóa hình lôi kiếp cuối cùng kết thúc, cuồn cuộn lôi vân tán đi, trên bầu trời lập tức đầu hạ một đạo nhũ bạch sắc quang trụ trợ giúp côn bằng thành công hóa hình nơi này chính là hồng hoang bắc hải hóa hình sau đó côn bằng lập tức bay đến bắc hải bên trên không khổng lồ tiên thức phô khai đối với bắc hải mở mang có nhận thức rõ ràng hơn lấy hắn hiện tại đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc băng sơn bởi vậy có thể thấy được bắc hải to lớn hồng hoang to lớn cũng không biết bây giờ là thời giờ gì, tam tộc thời kỳ có hay không kết thúc, còn lại đỉnh cấp đại năng có hay không đã xuất thế. Côn bằng trong mắt lóe ra tinh quang, nếu như Long Hán đại kiếp kết thúc, hồng hoang nghênh đón vụ yêu thời đại nói, như vậy hắn liền phải nhanh chuẩn bị. Cũng may hồng quân tử tiêu cung giảng đạo lúc cướp đoạt một cái thánh vị bồ đoan. Thánh nhân chi hạ, chúng sinh đều là run dế chỉ có thành tựu thánh nhân mới có thể bất tử bất diệt cùng thiên địa đồng thọ. Như là đã thành côn bằng, hắn liền không thể lại đi nguyên bản đường xưa, phải bắt lại mỗi một sợi cơ hội. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn quyết định đi vào hồng hoang đại lục. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một cái kia tu sĩ, mới vừa có phải là ngươi hay không ở chỗ này độ kiếp, quấy nhiễu đến bản long ra. Hồng Hoang Chi Ta là yêu đế côn bằng hồng hỏa 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 ai mới là Bắc Hải chi chủ? Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com này đạo tiếng hô cực kỳ cường thế ẩn chứa bàng đại năng lượng hình thành sóng xung kích dẫn tới không gian chấn động phương viên trăm Caspian si thủy điên cuồng bắt đầu khởi động côn bằng ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngũ trảo kim long từ trong nước biển chui ra, bay lượn trên không trung, dương nanh múa vuốt. To lớn mắt rồng hung ác nhìn hắn chằm chằm. Ngũ trảo kim long thân dài khoảng chừng có nghìn trượng, tản ra nhàn nhạt uy áp, thực lực lớn ước ở kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Dĩ nhiên là long tộc. Côn Bằng trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, long tộc hơn nữa còn là dáng vẻ bệ vệ lớn lối như thế long tộc, làm cho hắn ý thức được hiện tại rất có thể còn chưa có xảy ra long hán đại kiếp. Tiên Thiên Tam tộc còn không có xuống dốc. Nội tâm của hắn bỗng nhiên lúc hưng phấn, nếu là như vậy, liền mang ý nghĩa so với hắn Tam Thanh Đế Tuấn đám người những thứ này nguyên bản cùng thế hệ đại năng muốn trước thời gian xuất thế đã ở lúc hàng bắt đầu bên trên, chỉ phải giữ vững ưu thế, chứng đạo thành thánh, rất có khả kỳ. Bất quá, Long tộc thật sự chính là dường như trong truyền thuyết phách lối như vậy bá đạo. Côn Bằng thầm nghĩ trong lòng, ở Hồng Hoang sơ kỳ, có Long Phượng Kỳ Lân Tiên Thiên Tam tộc mỗi người xưng bá Hồng Hoang nhất phương, đang là bởi vì bọn hắn hung ác độc địa bá đạo, dẫn tới nghiệp lực gia thân cuối cùng dẫn phát lượng kiếp hàng lâm hiện tại xem ra nói không ngoa đương nhiên cái này cùng hắn tạm lúc không có bất cứ quan hệ gì chỉ cần long tộc không trêu chọc hắn hắn liền mặc kệ thải long tộc ngồi đợi long tộc ở đại kiếp phía sau xuống dốc thế nhưng long tộc nếu như dám đến bật nạt vậy ngượng ngùng Long tộc tuy là thế lực khổng lồ thế nhưng sớm muộn biết diệt vong. Hắn làm đỉnh cấp tiên thiên đại năng làm sao sẽ đem một đám mộ bên trong khô cốt để vào mát. Long tộc mời hắn một thước, hắn liền kính Long tộc một trượng. Long tộc nếu như lấn hắn một tấc, hắn tất nhiên gấp mười gấp trăm lần xin trả. Long tộc như vậy, phượng hoàng tộc như vậy, kỳ lân tộc cũng là như vậy. Một cái kia tu sĩ, bản Long gia đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng dám bỏ mặc muốn chết ngũ chảo kim long lần nữa giận dữ hét hắn cả người lập tức bộc phát ra bạo ngược khí thế bay đến côn bằng ngay phía trước mở ra miệng to như chậu máu hướng phía côn bằng phun ra một cổ nhiệt lưu liệt diễm tìm chết là ngươi côn bằng híp đôi mắt một cái trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang hắn biết long tộc cường thế một lời không hợp liền dám đối với hắn hạ sát thủ thế nhưng hắn cũng không phải ngồi không này ngũ chảo kim long chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh cao tại hắn đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới trước mặt căn bản không đủ xem côn bằng trong mắt sát khí tăng vọt cũng không tránh né đối phương hỏa diễm công kích trực tiếp đem đại la kim tiên khí thế cường hãn toàn bộ bạo phát khí thế dường như thực chất ở côn bằng trước mặt hình thành trong suốt phòng ngự vòng bảo hộ đem nhào tới trước mặt cực nóng liệt diễm toàn bộ bắn ngược đến trái phải hai bên cái gì dĩ nhiên là đại la kim tiên cảnh giới này ngũ trảo kim long nhất thời kinh sợ không ngớt hắn lúc đầu cho rằng côn bằng mới vừa hóa hình khẳng định thực lực không có hắn mạnh mẽ dù sao ngoại trừ tiên thiên tam tộc bên ngoài hồng hoang còn lại sinh linh tu sĩ sau khi hóa hình thực lực đều phi thường thấp phổ biến đều là kim tiên cảnh giới thậm chí còn có thấp hơn chân tiên thiên tiên thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới côn bằng dĩ nhiên cường hãn đến mới vừa hóa hình chính là đại la kim tiên cảnh giới như vậy tư chất đủ để theo chân bọn họ tộc trưởng tổ long so sánh với bây giờ biết sợ chậm côn bằng lạnh rên một tiếng một cái chính là chưa hóa hình côn trùng nhỏ cũng dám động thủ với hắn thật không biết là dũng khí từ đâu tới Côn bằng giơ tay lên, một con to lớn móng vuốt lập tức từ trên trời giáng xuống, một tay lấy này không ngũ chảo kim long chộp trong tay, giống như là cầm một con cá trạch giống nhau. Ngũ chảo kim long cực kỳ sợ hãi, lập tức liều mạng dẫy giụa, bất quá hắn chính là kim tiên đỉnh phong làm sao có thể thoát được côn bằng lòng bàn tay. Màu đem bản long ra thả, bằng không long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, hanh chỉ ngươi này chưa hóa hình con kiến hôi cũng có thể đại biểu toàn bộ long tộc long tộc biết sẽ không bỏ qua bần đạo bần đạo không biết thế nhưng bần đạo khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi hồng hoang chi ta lại yêu đế côn bằng hồng hỏa 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 sát long đoạt bảo nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hiện nay hồng hoang có ba đại thế lực lấy long tộc cầm đầu tứ hải lân giáp thủy tộc, lấy kỳ lân tộc cầm đầu tẩu thú nhất tộc, còn có lấy phượng hoàng tộc cầm đầu phi cầm nhất tộc. Ba đại thế lực phân biệt chiếm giữ ở đông phương đại lục, bất chu sơn chân núi trung ương đại lục cùng với nam phương đại lục, phơi bầy thế chân vạc, thủy hỏa bất dung. Cho nên, làm côn bằng hiện ra đại bàng chân thân sau đó, lập tức bị long tộc hiểu lầm là phi cầm nhất tộc cao thủ xâm lấn, sắc mặt nhất tề đại biến. Hành dĩ nhiên đem ta cho rằng là phi cầm nhất tộc đã như vậy vậy hãy để cho các ngươi hiểu lầm càng thêm triệt để a à. côn bằng nặng nề hừ lạnh nói hắn ánh mắt lợi hại lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới ngũ chảo kim long chợt đập lấy bằng đại song xí một đôi lợi chảo hung hăng chụp vào cái này kim long cái này kim long chỉ là thái ất kim tiên cảnh giới, thân dài cũng mới vạn trượng tả hữu, cùng côn bằng 10 vạn trượng thân hình khổng lồ căn bản không cách nào so với. To lớn thực lực sai biệt dưới, bọn họ bị côn bằng hai cái lợi chảo lấy thế tồi khô lạp hủ điên cuồng xé rách. Trong nháy mắt từng đạo thê lương long ngâm tiếng kêu thảm thiết ở bắc hải bên trên không không ngừng quanh quẩn, bị côn bằng xé nát khổng lồ long khu không ngừng rơi vào hải thủy bên trong văng lên cơn sóng thần nhanh hướng long cung đưa tin phát hiện phi cầm nhất tộc gian tế tốc độ phái trong tộc cao thủ đến đây đánh chết đối phương bọn họ tự biết thực lực của chính mình không đủ muốn hô hoán bắc hải long cung đại la kim tiên cảnh giới cao thủ đến đây trợ giúp tin tức rất nhanh liền truyền lại đến bắc hải long cung trong nháy mắt bắc hải long cung gây nên sóng to gió lớn thật to gan, phi cầm nhất tộc cũng dám tự tiện xông vào đến ta Bắc Hải. Bắc Hải Long Cung, Nguy Nga lộng lẫy phía trên cung điện, một vị uy nghiêm người đàn ông trung niên cao tọa ở trên ghế rồng chợt đứng lên, cả người tản ra tức giận. Hắn mặc hắc sắc cẩm bào, tại hắn trước 10 gam chỗ, báo thân long thủ thần thú chiếm giữ ở cẩm bào bên trên, căm tức nhìn cái này phía trước nếu như côn bằng ở chỗ này sẽ nhận ra cái này thần thú chính là rồng ở trong truyền thuyết chi cửu tử bên trong đứng hàng thứ hồ ao hai nhai tí. cực kỳ hiển nhiên người đàn ông trung niên này thân phận không bình thường chính là bắc hải long cung chi chủ cũng là tổ long đệ nhị